Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay mình lại tiếp tục với series Sinh Tồn Thời Tiền Sử trong phần chơi ARK. Và ngày hôm qua các bạn thì mình có đánh xỉu được một con Angen á. Mình lụm được một cái đồng tiền nè. Đồng tiền để tiến hóa cho mấy con hệ Grim lên thành để Demonic á. Cho nên trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng đó để tiến hóa cho mỗi con. Và mình để dành bữa giờ ở phía bên đây nè. Hôm nay á, thì mình nhớ là lần trước mình thấy nó đây nè các bạn. Con này thì, ủa, con này không phải. Mình nhớ lần trước mình tìm thấy được mỗi con level tới tận 500 mấy lận. Con này thì 440, không phải. Đâu đó, hình như phía bên trên này á. Mấy lần trước thì mình test đam ở trên này nè. Không biết là mình có đánh trúng nó không nữa. Hôm nay xuất hiện quá trời mấy con rồng trên này nha. Ôi, có khi nào là mình test đam, mình đánh tùm lum tùm la, đánh lan á. Chúng nó chết luôn hay sao rồi. Nhớ đâu đó, loanh quanh ở trên. Bên đây. À đây, 580 nè các bạn, đây đây đây, đúng rồi. Nó ở trên này, sao nó đi xuống lòng vòng xuống tiến lên dưới này rồi. Con này thì máu rất là giấy nha. Nhưng mà turbo thì lại rất là nhiều luôn á. Cho nên mình đoán là nó sẽ rất là mạnh á. Con đó thì, ui xuống mình lấy cung mình bắn nó. Hay là súng lưới mình tóm lại luôn, cái mình bắn nó luôn là được rồi. Tay con này thì, đại ca. Rồi rồi, nhắm vô ngay đầu rồi mình nã thôi. Một phát nè, ui một phát có hiệu xỉu luôn á chứ. Trời ơi, mũi tên cực độc này thì à không nha, không đủ không đủ. Bonus thêm một viên nữa. Đó, hai mũi hơi lụm. Đại ca này thì cần có cái Golden Keeper ha. À, có đồng tiền màu xanh nè, lụm luôn. Con này thì bỏ vô ít cho nó uống cái bình phút vô hơi là lụm. Giảm xuống, giảm xuống, giảm xuống. Bắt đầu ăn vô, ăn vô, ăn vô ăn. Mình sẽ cho thêm vài cái cho mày nữa để cho đủ luôn. Đó, mấy con đi bộ thì cần có đồng tiền màu xanh á. Ngược lại thì bay thì sẽ cần xanh lá. Bắt con này, sau đó mình cho cái này vô, sau đó thì kết hợp với lại 30 trái tim thôi là mình có thể tiến hóa được cho đại ca này rồi. Đang bị dính xuống lưới nhưng mà vẫn có thể ăn được á. Trời ơi, vào đây rồi. Xem có cưỡi liền được không nha. Này thì đang bị dính xuống lưới, vậy là cần phải có yên cưỡi á. Ôi da, gì vậy? Trời ơi. À, được, 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 được. Cưỡi liền được. Cái này thì chỉ có... Ủa sao có yên cưỡi với mày, có slot răng Giganto đúng không? Đâu mình sẽ thử xem coi. À không có yên cưỡi. Con này chỉ có slot thôi chứ không có yên cưỡi. Và cái này thì mình cần có đồng tiền với lại 30 trái tim là tiến hóa được. Nhưng mà đấy, chắc là đại ca này mình phải test thử sức mạnh cái đi anh. Chụp phải một cái thôi. À chụp phải nó ném mình ra. Giống như hỉ độc của Vanilla đó. Còn cái này thì ít CQRO Control Shift ALT. À, chưa có chiêu, chưa có chiêu. Chắc phải chờ đợi tiến hóa. Tiến hóa lên Demonic nè. À, trở thành Big Food à. Hiện tại là chưa phải là Big Food à. Phải tiến hóa lên thì mới thành Big Food được. Bây giờ thì mình sẽ lên phía bên trên này à. Kiếm con gì đó, mình đánh thử. Dạ. Ôi dạ dạ dạ, Raptor phải không? Raptor mình nhào cho mình đập. Đai mặc định là 13.000. Làm được, làm được. Ủa, cho, chống cự. Rồi, chống cự. Raptor. Mình sẽ chạy lên trên này một cái. Mình sẽ cho uống cái bình kinh nghiệm vô luôn. Sau đó thì dứt. Dứt, dứt. Có tính ăn thịt nó hồi máu trở lại. Tiện tay, tiện tay. Mình sẽ farm luôn. Và đây thì mình sẽ lụm đồ một cái. Đại ca này thì đỏ lên cấp dồn vô sức mạnh trước cái đi anh. Xuống mình đập thường một cái. Bây giờ lên 122. Chắc phải cho lên thêm một bình nữa. Uống thêm bình nữa sau đó lụm đều. Rồi, đập cho một cái. Đập thêm con phía bên đây một cái nữa. Tẳng thì đi xuống phía bên dưới luôn không. Nhào vô đánh lẹ trước khi mình hết cái búp. Trước khi hết búp thì mình cũng sẽ kiếm được một ít điểm kinh nghiệm à. Đây thì lên được, đó tám mấy cấp. Lên chút tốc độ đi, 300% tốc độ di chuyển luôn. Rồi phần còn lại thì sức mạnh thì mới có 144 thôi. Cho nên là quăng vô. Có tiếng chưng. À hả, đây đây, tới rồi. Công hiền đúng không, 400.000 máu. Chạy đi đâu. Một phát bây giờ 176 rồi. Tiện tay mình farm luôn ít ngọc. Đại ca này thì vẫn còn có thể lên được thêm. Mình cứ quăng vô ăn. 215 thôi nè. Chậm chậm là chút xíu ăn. Cho tối đa sức mạnh cái.
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 255 luôn hả? 255 cũng được, 254 cũng được. Đừng có 256 nha. 256 là nó sẽ quay trở về con số 1 luôn á. Đại ca này thì chắc là cho một bình máu vô cái đi. Nhìn thấy máu thì ghê quá. Rồi bây giờ thì đập cho một cái 200 mấy. Bơi dưới nước thì cũng tương đối ăn, không chậm lắm đâu. Con này thì cho lên thêm một chút máu đi. Sau đó hút đồ một phát. Thiếu 15 trái tim à. Lấy con quay vần của mình rồi đi. Qua bên sa mạc cũng được. Phun lửa cho một cái. Mình sẽ bắn cái chiêu thiên thạch xuống nè. Đó, 10 thiên thạch xuống để đốt máu. Tử một cái, 5 trái tim. 5 trái tim. Hồi nãy mình cần 15 trái đúng không? Sẵn có mấy qua Barrento đây thì mình phụt lửa cho một phát. Barrento thì cũng hên xui. Barrento thì không có. À con này là Power. Unit Power chứ không phải là thuộc dạng Dream. Con này 600 luôn hả? Xịn quá vậy. Thôi mình giữ lại đi ăn. Có khi nào cần thì mình sẽ bắt ra luôn. Xịn hơn con lần trước mình bắt á. Lần trước mình bắt cái con như là level 500 có 560 á. Cái mình đem mình tiến quá. Và lần này thì 10 trái rồi nè. Đó. Thiếu 5 trái nữa thôi. Và Silet đúng không? Silet, Silet. Tiện tay luôn. Silet thì bắn thiên thạch xuống. Thiên thạch cooldown lâu quá, nãy giờ cooldown chưa xong nữa. Rồi rồi bắn cái đồ bắn kìa. Con Silet quan giả này thì nó có chiêu bắn giống như kiểu Pillager dài 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 đó. Nó còn có cả mưa gai và cây điện nữa. Bốn cái. Bốn cái viên đá tiến quá. Đúng có mấy con hết rồi. Ui da. À đây, chỗ rồng đất nha. Rồng đất này chưa có kiếp bờ để cho nó ăn. Mình sẽ phải nghiên cứu chế tạo kiếp bờ của Vanilla trước ha. Kiếp bờ của Vanilla EX hình như chỉ cần có trứng gigan thôi là mình có thể nấu được á. Nấu lên được kiếp bờ thôi là mình sẽ có được cái con đó luôn. Và đây đây đây, 160 luôn nè. Xuống mình bắn mưa thiên thạch thôi là được lụm. Đó. Lụm được 5 trái tim nữa là mình có đủ 15 trái luôn nè. Trời ơi vừa tròn luôn, vừa đủ y luôn á. Lần sau cần nữa thì quay trở lại để mình farm tiếp. Xem coi lên Demonic thì sẽ có chiêu gì mới không. Để đại đây đi. Đại ca thì à đây, đại ca phía bên này. Đó, 15 trái tim vô. Sau đó thì hút một cái. Đó. Bây giờ thì dứt một cái. Lấy hết đồ rồi. Trong lúc thì đó thì mình sẽ đem ra chính giữa trung tâm sảnh này. Để chỗ này cho nó sáng sủa cho nó đẹp không. Wow, đại ca tiến quá cũng có nhạc dập dình dữ lắm. Cũng kéo vòng tròn lên không. Chỉ có con mấy con Reaper với lại con Dodo lần trước á. Dodo lửa với bên đây nè. Tiến quá thì nó xây vòng vòng không. Còn cái con này thì nó hệ Dream cho nên tiến quá sẽ có cái vòng tròn. Cũng nhím lại nè. Đây rồi. Cái gì ghê vậy? Ây chà. Nhìn mặt đại ca này ghê gớm thật sự. Hai con mắt đỏ đỏ lên không? Đúng là hệ Demonic mà. Đại ca này thì bây giờ có chiêu gì đây? Chuột phải là vẫn là ném. Ủa mà ném ra cái cục gì á? Không phải là ném mình đi nữa rồi. Why? Ném một phát ba mấy ngàn đam. Canh như mấy con này mình ném một phát là ba mấy ngàn đam mà ném chuẩn lắm luôn á. Ủa nè. Ném ngay cái tầm nhắm luôn á, chứ không có ném lệch lệch đi. Trời trời trời. Mấy con nhỏ nhỏ này à, bu vô mình ném một phát dính luôn. Why? Còn chiêu ít thôi, chiêu C thôi. Chiêu C, à chiêu C. Chiêu C bây giờ thì ném mình ra ngoài á. Còn chiêu chuột phải là bây giờ ném giống như kiểu cục phân á. WRO, Control Shift, ALT. À, có một chiêu mới. Mà sau khi tiến hóa xong thì sẽ không còn tiến hóa được nữa. Có thể đổi nón được nè. Ai chà. Là đúng rồi, mình sẽ thử cho cái nón của mình dơ thử nha. Gắn vô một cái. What, cái gì vậy trời. Xoay mặt qua bên chỗ sáng sáng một chút xíu thôi. Ai chà, đúng kiểu hài hước luôn á. Trời đất ơi. Ẩm quạ gì vậy. Thôi bây giờ mình sẽ đánh thường thử cái anh. Đánh thường thì được có 15 ngàn thôi. Nhưng mà cái chiêu ném thì lại mạnh nha.
Mà ném rất là xa luôn nữa. Như con quét dẻo phía bên đây nè, ném một cái, ném và tính tốc độ viên đạn của nó bay thì... Ôi không tới à, xa quá xa quá, xa quá thì ném không tới. Nhưng mà đổi cái mặt nạ này thì vướng quá anh. Ây da, cái gì vậy? À Raptor nữa hả? Raptor này thì một cục nè. Một cục là 25.000 á. Có hai con Raptor thì sao nó giảm đam mình xuống á. Ui hai con thiệt. Trời, hai con nó dồn dập tới tấp kìa. Đâu mà ra hai con luôn vậy? Cộng thêm chút đam vô một cái. Sau đó cho bình XP vô luôn. Ui hai con Raptor nó cắn lộn lẫn nhau rồi. Nó cắn chết một con luôn rồi. Thường thường mấy con Raptor này nó sống bầy đàn mà. Và đây thì... Ôi lỡ tay đánh luôn rồi. Lỡ tay đánh cái xác luôn rồi. Đang vẫn còn điểm búp kinh nghiệm cho nên mình sẽ xử hết. Để lên cấp. Sau đó mình sẽ nâng sức mạnh cho em nó ăn. Bây giờ em nó ném một cái nè. Wow, 71.000 đam. Con này giống như kiểu xạ hữu á. Có thể tấn công từ xa được. Ây da, cái gì? À, ba đáp đô đô dơm đúng không? Đây thì cho một cục vô đầu nè, đi nè. Và em nó thì lên được. Trời ơi. Trời, 300% tốc độ di chuyển cái ăn. Ném tầm xa là ném xong rồi chạy, ném xong rồi chạy. 1, 2, 3, 4. Đó, bây giờ là 254. Phần còn lại thì bắt đầu vô máu cho cứng cứng xíu ăn. Máu thì... Ồ, có 500k máu thôi. Uống bình dơ cái. Chắc mình phải làm thêm một bình XP nữa đi. Sau đó thì xử một cái. Đánh thường nè. Còn đây thì 500 mấy. Còn nếu mà ném cho mấy con bình thường này thì... cũng 500 mấy luôn. Ngoài có khi nào mình ném con rồng nó được luôn không? Sẵn tiện ở đây mình sẽ quất luôn con rồng quá. Ném dài phát coi. Ném ở phía bên đó luôn. Dính luôn không? Ừ, dính được một con ha. Ném xong nó còn dội ra nữa. Dội ra nó còn nổ nữa. Và nhảy qua nè. Ôi trời trời. Bay từ phía bên đây qua phía bên kia được. Ném cho một cái. Ném đại ca rùa luôn. Ném hết. Rồi bây giờ thì lên thêm chút máu nữa ăn. Cho cứng cứng cái. Làm bình máu vô. Để bình máu lên phía bên trên đi. Mình sẽ cho đội lại cái nón ăn. Bây giờ thì mình sẽ đứng từ xa này. Mình ném rầm thử coi. Nó dí mình thì mình chạy liền ăn. Con này tới 23 triệu máu lận. Ủa nhưng mà mình ném từ xa vậy thì nó không tính đam. Xa quá ăn. Nó không cho mình đứng từ xa. Lại gần hơn chút xíu đi. Xa quá nó không tính. Ở đây trúng rồi nè. Được. Cái gần hơn chút xíu nữa. Ôi nhưng mà hình như là cái con này nó chỉ đánh tầm gần thôi chứ còn tầm xa này nó không đánh được mình. Vậy là mình có thể đứng ngoài này mình spam liên tục chụp phải vô. Đó, con này không có đam cận chiến nhưng mà đam tầm xa của nó thì ngon ăn. Nhìn con rồng thì nó đù lắm. Phải gần thì nó cắn mình chắc chết nhưng mà đứng từ xa vậy thì ngon luôn. Mình canh nó yếu máu cái mình uống mình SP cái mình chạy vô ăn. Cái cá này nhìn mặt quỷ thật sự. Đó, uầy. Inlock là một đống đồ công nghệ test á. À, vậy là con này giống như kiểu để inlock đồ test. Đánh nó thì chỉ được thịt chứ chi tin thôi. Ngoài ra thì nó cho mình thêm cái răng rồng mà. Rồi thêm cái rẫy rồng nữa nè. Rồi rất là nhiều element luôn. À, rất là nhiều mấy cái Golden Keeper ha, có cả element nữa nè. Đầu của con Manticore. Ngoài ra thì có thêm cái bao tay thì skin nữa thôi. À chỉ có vậy thôi ha. Cũng không có gì hết là chỉ có cái này là đặc biệt hơn nè. Với cái này thôi. Còn phần còn lại thì mấy cái đầu này thì mình trước mình farm được có hết rồi. Ủa có ngôi sao gì nữa nè. Ngôi sao này Golden Star from Mario. Ôi ngôi sao của Mario à. Sử dụng được nè. Bên đây thì sử dụng được luôn. Ủa what cái gì á. À nghe âm thanh giống như cái ngôi sao sao băng của Mario á. Sau khi mình lượm được ngôi sao thì nó sẽ bất tử và nó chạy nó ủi nó con quái được á. Này chắc cũng vậy đúng không? Nó sẽ cho mình thời gian ở dưới nè. À đang bị sốc điện à. Giống như kiểu đang được bất tử á. À vậy là đồng tiền này chắc phải cho mình bất tử trong vài giây để mình có thể chiến đấu với mấy con nguy hiểm. Ví dụ như cái phía bên đây là mình xử được là mình xử luôn. Đó hết rồi kìa. Trời ơi. Mod lần này nó làm nhiều hướng ảo ma quá.
Đây thì mình sẽ xử luôn á. Con này thì nó cũng gần gần chỗ căn cứ của mình nè. Ném nó một hồi thì nó cũng yếu máu. Khi mà nó yếu máu đi rồi thì bây giờ mình sẽ lại gần và mình sẽ uống cái bình tăng kinh nghiệm vô. Rồi sau đó thì quăng những viên đá cuối cùng. Lụm nè. Đó, rớt này, rớt này. Lần này thì xem qua mình có được cái ngôi sao nữa không nhá. Chắc là một con một cái quá. Thêm được những cái răng nữa nè. Được thêm mấy trái tim nữa ăn. À được thêm ngôi sao này nhưng mà cooldown lâu lắm, 200 mấy chục giây á. Ném cả buổi nãy giờ chưa cooldown xong nữa mà. Ok. Đó, vậy là cộng thêm một chiến binh mới. Và sau khi đánh xong thì cũng được 70 mấy cấp nữa nè. Đó, có bình tăng kinh nghiệm vô là lên nhanh hẳn. Con này thì bây giờ thì cộng sức mạnh full rồi. Cho nên bây giờ mình chỉ có thể nâng chỉ số máu hoặc tốc độ ăn. Tốc độ thì bây giờ chạy vậy thì cũng chạy vậy mình thấy cũng nhanh rồi ha. Chạy vậy đánh quăng xong rồi cái mình chạy ba đát đô đô phải không? Đây, một cục là double luôn á. Ghê gớm thật sự. Chỉ hô đam vật lý của đại ca kinh công thôi chứ còn con này thì ném tầm xa. Mấy cái hệ demonic này nó sẽ có mà đỏ 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 ăn. Để nó phía bên đây đây. Ok. Và hiện tại mình đang sở hữu là cái con mấy con rồng lửa với rồng ánh sáng của mình á. Là hai con cái luôn hả? Hai con cái. Con này thì ở tập trước các bạn kêu mình á là bắt thêm một con nữa đem về để lai tạo á. Sau đó hành con baby á, rồi xử con baby, thử thịt con baby để lấy element á, là có thể farm được element tại căn cứ luôn. Cho nên chắc mình sẽ đi tìm một con quá. Bên kia con quỷ Harry nó liều thật sự kìa. Dậm cho một cái thôi. Bây giờ thì trên người của mình nhiều đồ quá. Cho nên mình sẽ cất đồ trong này một cái. Mấy cái viên ngọc này thì mình sẽ bỏ phía bên cái tủ này nè. Cho nó lâu hơn hơn á. Cái con kia nó nặng quá, nó bay không nổi á. Cái golden kibble này quá trần quá đất. Mình sẽ sử dụng con quay vành của mình đi. Đi cho nó cơ động và tiện hơn. Lượm một cái anh. Mình sẽ quay trở lại bên chỗ cái núi lửa phía bên đây nè. Núi lửa phía bên đây ngày hôm qua mình khám phá là mình thấy có bên đó có nhiều rồng lắm. Đây ngày hôm qua khám phá đầm lầy rồi ha. Phát hiện phía bên đây có nhiều những con quái vật lắm. Đó chiến binh nè. Rồng lightning nè. Ui. À có con khỉ đột. 18 triệu máu thôi. Con này chắc cùng loại với lại con rồng nè. Mấy con quay vành đó. Lightning zombie. Red. Mấy con này rồng không có bay được. Rồng robot. Mình đặt tên cho nó thôi. Và đây đây đây. Ờ nhưng mà là con cái luôn á. Trời ơi. Có rồng lửa nhưng mà là con cái. Nhà mình cũng con cái luôn rồi. Ui chiến binh hả? À nữ chiến binh dưới này nữa nè. Erika nè. Nữ chiến binh này múa mai quay cuồng dữ lắm. Erika level có 80 à. Bụt lửa một cái cho Erika đi. Rồi rồng lửa này thì mình sẽ sử dụng nó để farm element luôn. Phải là con đực thì dứt rồi chứ còn con cái thì bụt lửa cho một phát. Ok. Nhanh cái tay để cái chân. What? Cái gì vậy? Nhìn kinh dị quá vậy. Nữ chiến binh này thì có. Ủa? Nữ chiến binh này lại có cái tay của con T-Rex là sao? Trời Erika nè. Cầm đang cầm cái cây như mình thấy từ xa như là cái cây lưỡi hái hay sao á. Gớm thực sự. Cầm múa. Thôi thì mình sẽ thử thịt nữ chiến binh thôi. Sau này mình sẽ kiếm nữ chiến binh mà xịn xịn á. Nữ chiến binh đó thì cần có cái kiếp bồ này nè. Kiếp bồ tuốt đây nè. Muốn có đó phải nâng lên cái này trước. Sau đó mình nâng lên cái này nữa. Cái đoạn gian nan luôn á. Đó phải nâng cấp từ từ hả. Đây có con gì đây. Nữ chiến binh nữa nè. À hả, đúng rồi nè. Cầm cây lưỡi hái nha. Level 60 à. Không xịn lắm. Mà level xịn chắc là tốn nhiều kiếp bồ lắm. Level cùi cùi thì tốn 1 cái. Chứ level xịn là tốn 4-5 cái gì. Ít nhất cũng phải 3 cái ăn. À 400 mấy là lên tới tận 4 cái rồi. Và đây thì, à hãy lửa nè. Hãy lửa 140. Con này chủ yếu là mình bắt về để mình lấy trứng thôi. Cây cung của mình bây giờ còn có một mũi thôi hả. À, hai mũi chứ. Mình sẽ bắn làm sao cho chúng mà bắn thục cái là đi luôn á. À đó. Có hai cơ hội thôi. Con này thì giảm phút xuống á.
giảm phút xuống nhanh nè. Chỉ cần ăn thịt đùi thôi là cũng được rồi. Đùi thì trong người của mình lúc nào hình như cũng có, đầy có nè. Bỏ vô thôi. Đó, xong 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 xong. Ngon lành ngon lành. Con kia thì mình cũng sẽ cho đi vô luôn. Về để mình cho nó đẻ trứng ăn. Mình phải làm thêm một cái ổ trứng nữa. Làm cái ổ trứng. Dưới này bây giờ căn cứ của mình nhiều quá rồi. Để mà càng nhiều hơn nữa thì nó sẽ càng lắc hơn nữa. Cho nên chắc mình phải chuyển bớt lên trên cái núi ở trên này nè. Ở phía bên đây mình thấy chỗ bằng phẳng mà không có con gì xuất hiện hết à. Chỗ này kiểu an toàn á. Đó, xa chỗ căn cứ của mình ra là thấy nó mượt hẳn luôn á. Dưới đó mình nuôi nhện, nuôi quái vật, nuôi mấy con kền quá là nhiều. Dứt một phát. Chết rồi, nặng quá bay không nổi. Nặng quá như vậy thì mình sẽ cho cái con này của mình nó giữ đồ bớt đi. Giữ tạm đồ cho mình á. Bây giờ trên người không còn gì hết là chắc chắn là em nó sẽ bay được. Đó, bay ngon luôn là khác. Con này thì phụt lửa. C là bắn quả cầu. QRO thì không có. Y hệt như con kia thôi, không có gì lạ hết. Chủ yếu là đem về cho nó đẻ trứng ăn. Không biết là con baby có cho mình element không nữa. Nếu mà theo cơ chế mà đánh kiểu như farm thịt á, mà được element á, thì sẽ farm mấy con baby thì sẽ được. Con này mình sẽ gần gần thôi. Chỉ trừ những cái con mà đánh sẽ cho mình đồ trực tiếp cho trong người á, là không có farm được từ con baby thôi. Còn mấy cái mà kiểu lấy thịt, giống lấy thịt đó là sẽ được. Bên đây thì mình sẽ bật lên luôn một cái. Đó, ngon lành chắc chắn là phải được nha. Đây thì bắt siêu á. Trong lúc chờ đợi đó các bạn, mình sẽ về với lại căn cứ của mình thêm một phát nữa. Thêm cái này nữa. Ok. Rồi, quay trở lại chỗ cũ á. Sau đó mình để phía bên trên đó. Thì rồng á thì chắc là nó cũng sẽ đẻ trứng và lụm thôi. Đây thì đang tăng lên dần dần đúng không? Được 6 mấy% rồi nè. Ổ trứng thì mình sẽ để ở phía bên ngoài chỗ thoáng chút xíu đi. Như là phía bên ngoài này chẳng hạn. Đó, sau đó thì bỏ này vô. Bật lên một cái. Chờ để đây xíu thôi nó đẻ trứng ăn. Cái tầm bao phủ của cái ổ trứng này thì rộng lắm. Xô lên một cái. Đó. Nguyên cái núi ở đây luôn ăn. Được bao phủ tuốt ở phía bên ngoài này luôn mà. Đây tuốt ngoài này luôn nè. Cho nên để thoải mái. Chắc là phải dời bớt mấy con đẻ trứng ăn. Farm trứng rồi lên trên này bớt. Hoặc là về căn cứ mình lên trên này luôn cũng được. Về bớt chiến binh của mình lên trên này cho đỡ anh. Đỡ lắc ở phía bên dưới anh. Dưới càng lúc càng nhiều hơn rồi. Ở đây thì bao nhiêu rồi? Đó 100%. Wow, đẻ trứng xong còn phun lửa nữa hả? Ở đây là hơi bị lạnh xíu á. Hơi bị lạnh. Lạnh như vậy thì ổ trứng nó cũng sẽ ấp được thôi. Chờ đợi xem rồi, ổ trứng nó có lụm. Đó, lụm tự động và cái con đô đô bắt đầu ấp trứng rồi nè. Khi mà có trứng trong này á, nó đậu ấp rồi đó. Ngon ngon ngon. Chờ đợi cái trứng nó nở nữa thôi là mình sẽ thử nghiệm với con baby luôn. Bây giờ mình sẽ đem con quay vành của mình lên trên này đi. Để bay xuống phía bên dưới. Dọn dẹp đồ một cái trong lúc chờ đợi. Wow trời quá đất. Lấy ra đi để mình bỏ cho nó ít thịt thôi. Mấy cái đồ linh tinh đó thì mình cứ cho vô máy nghiền để mình nghiền ra mình lấy nguyên liệu. Sau khi dọn dẹp đồ xong bây giờ thì mình sẽ quay trở lại thử xem ha. Ôi mới vừa đẻ luôn á. Đẻ xong là cái con kia nó sẽ phun lửa, phun lửa, phun lửa. Rồi trong này thì được thêm một cái nữa. Chờ đợi thêm một chút xíu nữa thôi là lụm luôn. Mình nằm ở đây mình áp ca một hồi đó các bạn. Thì một cái trứng cũng đã áp xong rồi nè. Một cái này thì mình sẽ cho ra phía bên ngoài để xem coi nó bị nóng hay lạnh nè. À nó bị lạnh. Nó bị lạnh vậy thì mình sẽ chế tạo cái campfire đi. Chắc là 4 cái campfire thôi là được. Vô trong này mình lấy ra luôn cho nó nhanh nè. Đài có nè. Rồi đắng sẵn ở đây mình sẽ học luôn cái bình này nè. Mình có cái bình này nè. Giống như kiểu bình thuốc thần kỳ á. Uống vô một cái là nó lớn lên rất là nhanh luôn. Được chế tạo trong người của mình thôi. Còn một hịch với một berry thôi ăn. Mất 4 bình luôn đây. Rồi chế tạo nhanh dữ vậy. Ôi bấm một phát xong luôn ạ. Rồi bây giờ thì quay trở lại ăn. Quay trở lại phía bên trên kia. Chắc là sẽ làm một cái bàn dịch chuyển ở trên này luôn à. Đó để bay qua bay lại, dịch chuyển qua dịch chuyển lại ăn. Và hình như nó đẻ một cái nữa hay gì á. Đúng rồi, thêm một cái trứng nữa kìa. Bây giờ mình sẽ đặt cái cam quay xuống ở đây đây. Như phía bên đây ăn. Nó cần chắc là khoảng tầm 3-4 cái thôi là đủ.
hai cái nhiều khi cũng đủ luôn á. Thử hai cái trước á, chia làm đôi để mình thử hai cái thôi, sau đó thì dột ra phía bên ngoài xem coi nở luôn không. À vẫn lạnh hả, hai cái vậy là không đủ, vậy thì mình sẽ chia ra làm đôi nữa đi. Khi một cái ở phía bên đây thử đủ không, đó đủ rồi nè, đó nở ngay lập tức liền á. Vậy là ba cái cam phai thôi. Đây đây là rồng baby. Con này level cũng 500 mấy á chứ, đâu có cùi đâu anh. Mình sẽ cho nó uống cái bình thuốc này vô nè. Đó, nó sẽ ngay lập tức lớn lên á. Bắt siêu cho một cái. Mình sẽ inclaim nó luôn, để test xem coi có farm được không ạ. Đây, inclaim nó ra để mình có thể xử thịt nó. Rồi, sử dụng đại ca. Đại ca đồ tể. Biết phút này chắc mình phải đặt tên là kẻ đồ tể quá. Đập cho một cái nè. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái rìu để farm nữa thôi. Đó, theo cái cơ chế lấy thịt thì chắc chắn là sẽ lấy được element ăn. Ngoài ra mình còn lấy thêm được cái Dragon Dead nữa. Còn trong này thì được thêm một cái nữa nè. Mình sẽ lấy ra luôn. Ở đây mà mình để lâu lâu á, lên trên này mình làm một phát ăn. Một nùi ra cái là mình farm thì... Trời ơi, kinh khủng lắm. Đây ghê gớm quá. Đây làm thêm một phát nữa ăn. Đó. Rồi sau đó thì bắt siêu một cái. Rồi inclaim, vô option để mình inclaim ra. Inclaim xong á thì kẻ đồ tể đập cho một phát. Một con 1.900, con 1.900 nha. 3.000 mấy luôn. Ở đây thì sẽ tiếp tục để trứng nha. Còn đây thì sẽ liên tục lụm cho mình. À, vậy là trong tập ngày hôm nay các bạn, mình tiến hóa thành công được cho đại ca Big Food rằng trở thành đi con kẻ đồ tể. Còn phía bên đây thì bắt được thêm một con rồng về để thử nghiệm ăn. Kết quả là sẽ có được element để dành mình nâng cấp cho những cái kiếp bồ sau này nữa, lên những kiếp bồ cao cấp để thu phục nữ chiến binh thử sức mạnh luôn ăn. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích những video của mình cũng như series sinh tồn trong phần chơi ARK thì cho mình xin một like với dưới video để mình biết các bạn thích, mình làm tiếp cho các bạn cùng xem nhé. Còn bây giờ thì bye bye.